Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ Bảy và em đang ở góc đường Lê Quốc Hưng và Đinh Lễ. Trong buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi tham quan một ngôi chợ rất là nổi tiếng ở khu vực quận 4. Trước màn hình quý vị là chợ Sớm Chiếu, ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất ở khu vực quận 4 này, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1985. Sài Gòn, chợ lớn Gia Định ngày xưa thì được xây dựng bởi các khu dân cư với những cái tên họ đặt nên rất là dân dã, không điệu đà, uốn éo, chữ nghĩa. Những cái tên thẳng thuộc như chợ Bà Qua, chợ Sớm Cải, chợ Sớm Chiếu. Những cái tên này đọc lên rất là hồn nhiên nhưng mà lại vô cùng có duyên. Tên của mọi khu chợ đều gắn liền đến một câu chuyện nào đó. Sở dĩ ở quận 4 có một con đường tên gọi là đường Sớm Chiếu. Từ thời Gia Long, vùng đất này chỉ có thôn Khánh Hội và Bình Ý, nằm ở kênh Bến Nghé và sông Sài Gòn. Phía trong thì toàn là bưng sình, mọc đầy cây bàng và cây lạc. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có này, bà con mình đã tập hợp lại thành một cái xóm làm nghề dệt chiếu và cũng lập nên một ngôi chợ để bán các sản phẩm này. Kể từ đó thì ngôi chợ Sớm Chiếu ra đời. Chợ có hai tầng, bên trên là họ bán quần áo và thời trang. Tầng phía dưới thì bán các loại rau củ quả và thực phẩm. Xưa kia cứ nhắc về quận 4 thì người ta sẽ nói về những câu chuyện đàn anh đàn chị. Nhưng mà nay khác rồi vị. Nói về quận 4, người ta chỉ nhắc đến đó là một thiên đường rất là nhiều món ăn vặt. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều hàng quán ăn ngon. Mời quý vị cùng em chúng ta cùng vào tham quan chợ Sớm Chiếu nhé. Khu ẩm thực rất là rộng và có rất là nhiều hàng quán mời vị. Chợ Sớm Chiếu là nơi có rất nhiều hàng quán ăn ngon. Mời quý vị cùng em, chúng ta cùng đi dạo quanh một vòng, xem bà con mình buôn bán như thế nào nhé. Diện tích trong lòng chợ rất là rộng và cũng có rất là nhiều hàng quán nè. Thấy bà con mình buôn bán cũng được không? Hủ tiếu, phở, bún mọc, rồi ở trên kia là bún thái nữa. Nhiều mặt hàng quá trời luôn vị, có bún thịt nướng nữa nè. Nhìn cái gian hàng bún thái của cô ngon ghê luôn nè. Bún, rồi bò kho, bò nướng lá lốt. Bên đây là chè nè. Cái quầy chè của cô này đủ loại, nhìn đẹp mắt ghê luôn nè. Quầy nào cũng có khách, nhìn bà con mình buôn bán được như này rất vui vậy. Đi sâu vào bên trong là họ bán rau củ quả. Cô bán bò nướng lá lốt rồi bún thịt nướng nên có cái bếp than lớn ngay kia này. Thịt mà nướng trên bếp than này ngon lắm quý vị. Em đi sâu vào bên trong xem bà con mình buôn bán những cái mặt hàng nào nhé. Nhìn cái quầy mắm của chị này đẹp ghê chưa nè. Đây có dưa muối, rồi mắm thái, củ kiệu, cà pháo, mắm cá lóc, mắm cá linh, đủ thứ loại mắm hết quý vị, rất là ngon luôn. Nguyên một dãy luôn vị, toàn là bán mắm thôi, mà nhìn quầy mắm của chị nào cũng rất là ngon. Thank you.
Thường bà con mình đi chợ rất là lười gửi xe để mà đi vào trong lòng chợ như thế này, thường chỉ mua bên ngoài thôi vị. Nên chợ nào cũng vậy hết, thường trong lòng chợ sẽ rất là vắng. Chợ này là được rồi vị, có nhiều chợ còn không có khách luôn á. Hồi xưa mà mua được một cái sạp trong này cũng nhiều tiền lắm quý vị. Nhưng bây giờ thì mọi người lại thích bán bên ngoài hơn là ở trong lòng chợ như thế này. Gửi xe chỉ có 6.000 đồng thôi. Nhưng mọi người lười không có gửi xe đâu quý vị. Trong này tiểu thương cũng bán đủ các món hết nè. Bà con mình đi chợ cố gắng gửi xe để đi vào lòng chợ nhé. Trong đây cũng có nhiều món ăn ngon rồi hàng hóa cũng nhiều nữa. Rau củ quả họ cũng đóng vị giống như trong siêu thị vậy. Nhưng mà tiếc ở đây họ không có niêm yết giá. Nhưng mấy cái chợ truyền thống này bán rau củ quả hàng ngày cho bà con thì họ không có nói thách đâu vị. Giá rất là phải chăng. Chỉ có những cái khu chợ dành cho khách du lịch đó thì họ mới nói thách nhiều thôi. Cá tươi sống, rau củ cũng rất là tươi xanh luôn quý vị. Chợ rộng và rất là nhiều gian hàng luôn vị. Chợ chỉ bán được buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì hầu hết mọi người đều dọn ra bên ngoài đường. Chứ còn bên trong chợ này một trễ chút xíu là vắng lắm quý vị. Chợ rất là rộng luôn, những con hẻm nhỏ bà con mình cũng buôn bán đây hết. Những người buôn bán ở đây là họ mua sạp từ lâu đời rồi vậy. Chứ còn bây giờ mà kêu bỏ tiền ra mua sạp thì chắc không ai mua đâu. Giờ mà bỏ sạp không bán thì không cho thuê được, mà bán sạp thì đâu có ai mua. Mà bán hàng ngày như này bán ít ít thôi thì cũng phải đóng tiền thuế rồi tiền quản lý chợ nữa quý vị. Chợ rộng và hàng hóa họ bán cũng rất là nhiều. Chợ tuy là không có niêm yết giá, nhưng những cái ngôi chợ truyền thống này bán cho bà con mình đi chợ hàng ngày thì không có tài nào mà nói thách được đâu vị. Tại vì các bà các mẹ đi chợ hàng ngày nên biết giá rất là rõ, nên nói với giá nào thì bán giá đó thôi vị, và cũng rất là chiều khách nữa. Phía sau chợ là đường Lê Văn Linh. Trên đường Lê Văn Linh này thì bà con mình cũng buôn bán những cái mặt hàng rau củ quả rất là nhiều. Em đi một vòng con đường này quay cho vị xem nha.
đi thẳng đường Lê Văn Đinh thì sẽ tới đường Nguyễn Tất Thành. Quý vị thấy ở cuối đường có một cái thủy đài không? Ở Sài Gòn mình chỉ còn có khoảng 8 cái thủy đài này thôi quý vị. Còn đây là đường Đinh Lễ nè. Trước đại dịch Covid á, người ta buôn bán ở xung quanh những con đường này nhiều lắm đó vị. Nhưng bây giờ đô thị họ đuổi không cho bán á, nên bà con mình mới dời vào bán ở trong lòng chợ. Đây là mặt sau của chợ Xóm Chiếu nè, nhìn xây rất là kiên cố, những cái công trình hồi xưa họ xây chắc chắn lắm quý vị. Lúc trước thì họ bán tràn ra ngoài đường quý vị, bây giờ thì tém tém vào bên trong vỉa hè rồi, không có bán tràn đâu như hồi xưa nữa. Khu này xưa kia có một bãi rác rất là lớn và người ta thường gọi đây là khu bãi rác của quận 4. Ở đây có một cái tiệm cơm tấm rất là nổi tiếng, gọi là cơm tấm bãi rác. Họ bán từ khoảng 5 giờ cho đến sáng hôm sau luôn á. Đây là góc đường Lê Văn Linh và Lê Quốc Hưng. Trong cái hẻm nhỏ xíu mà cũng có chùa nữa vậy, chùa Quang Đức. Ở trong lòng chợ thì vắng, nhưng mà ngoài những con đường xung quanh này thì bà con mình buôn bán được lắm. Nhất là con đường Lê Văn Linh này. Cuối đường Lê Văn Linh là đường Đoàn Văn Bơ, xưa là đường Đỗ Thanh Nhân. Thank you.
Nay mùa vú sữa, em thấy ở đâu cũng bán vú sữa. Ở ngoài chợ này bán chừng 30 mấy 40 ngàn thôi. Sài Gòn có những con hẻm rất là nhỏ như thế này nè vị, đặc biệt là quận Tư thì nhiều hẻm nhỏ lắm. Nem nướng rồi mắm chân nữa. Mắm chân nhìn ngon nha chứ. Quá trời đông luôn. Đây là con đường nên đâu có cấm người ta đi xe vào được đó vậy, nên không có chỗ mà chen chân. Phía trước là đường Đoàn Văn Bơ, xưa là đường Đỗ Thanh Nhân. Đây là con đường rất là nổi tiếng ở khu vực quận Tư này. Đường nhỏ nên bà con mình buôn bán nên lúc nào con đường này nó cũng kẹt các vị, đi lại rất là khó. Em đi dọc đường Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thanh Nhân quay cho vị xem nha. Cô bán bánh ướt, bánh cuốn với chả lụa. Họ làm tại chỗ luôn, việc nóng hổi.
Rất là nhiều hẻm nhỏ luôn nè. Quận 4 thì nhiều hẻm lắm. Cái này không biết gọi là cái gì nữa, nhưng mà một người đi lọt. Bên kia cô bán món gì mà nhìn khó nghi ngút ngon nghe. Em đi qua quay cho vị xem nha. Hủ tiếu, bánh canh. Cái xe nhỏ xíu mà cô bán nhiều món dễ thương nghe. Đây cô bán khổ qua, chả cá. Trời, cô sắp cái quầy của cô nhìn đẹp cái chưa kìa. Sao cô sắp được những cái thanh này nó đứng nhìn đẹp nghe. Chả cá dùng trong ớt nè, trong cà chua, trong khổ qua, nhìn rất là ngon. Ngày nào cô cũng đứng ở vị trí này nè, vị nếu quý vị nào đi ngang thì ủng hộ cô nhé. Chưa yêu đạo con ta phải để nằm lòng. Quận 4 có những con đường rất là nổi tiếng, đường Đồng Văn Bơ, đường Sớm Chiếu, đường Tôn Đản nữa. Đi thẳng đường Đồng Văn Bơ này, quý vị sẽ tới đường Hoàng Diệu. Băng qua đường Hoàng Diệu luôn là cầu Ca Mát để đi về hướng quận nhất. Còn đây là khu chung cư nhà cháy nè quý vị. Ở trong cái con hẻm này họ bán rất nhiều món ăn. Quận 4 nổi tiếng về cơm tấm nè, rồi phá lấu. Mà cơm tấm ở con đường này rất là ngon nha. Thịt nướng trên bếp than á, nên thơm phức rồi vị. Giờ ít ai nướng trên bếp than như giống vậy lắm. Stop.
Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố không em, thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chuông bên cạnh nhé. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.